chào mừng quý khách đến với trạm dừng Mekong Long Thành. Trạm dừng Mekong Long Thành chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2012, nằm trong dự án phát triển chuỗi trạm dừng xanh, sạch, tiện nghi, chất lượng trên khắp cả nước của công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy. Với hai dự án nằm trong chuỗi trạm dừng đã đi vào hoạt động và gặt hái được nhiều thành công, đó là trạm dừng Mekong Tiền Giang tại Tiền Giang và Mekong Hải Vân tại Đà Nẵng.